Cô, con tôi nó vì cô mà không kể gì tới tánh mạng của nó. Tôi là cha của nó. Không lẽ tôi thấy nó chết trước mắt mà làm ngơ sao đặng? Cô nghĩ coi, chuyện này giấu được bao lâu chứ? Bên nhà ông hội đồng mà biết á, thì chắc nó bị đài biệt xứ quá. Nói thiệt với cô đó nha, người ta đang truy tìm cô khắp nơi đó. Cô nhắm có thoát được hay không? Một bên á, thì có quyền có thế, còn một bên á, thì thân cô thế cô. Không chống lại được đâu cô Hường ơi. Thôi, thà là cô theo tôi về thú tội. Tôi xin ông. May ra mình còn giữ được cái mạng. Chứ như vậy đó là cô liên lụy tới con tôi đó đã. Cha. Cha. Cha xen vô chuyện của con chi vậy? Hường à, cô đừng nghe lời cha tôi nói. Mà kệ ông đi. Cô trốn đi. Cô bỏ đây đi. Mày im đi. Tao đã nói chuyện này với cậu ba rồi. Cậu hứa đó, nếu cô Hường quay về, cậu sẽ tha cho mày. Người ta như vậy là nhân từ lắm rồi con ơi. Mày còn suối khôn suối dại cái gì nữa chứ. Nhưng mà cho mừng việc này á là cha hại chết Hường đó. Thế nào á thì họ cũng sẽ ùn cho tới đây bắt cổ. Hường à, nghe lời tôi bỏ trốn đi. Mày im đi, cô không được trốn đi đâu hết. Cô phải theo tôi về. Sống chết gì cũng phải nhận tội với cậu ba. Chạy đi, nhanh đi. Mày làm cái gì vậy? Mày trốn à? Thì đã con Hường đây rồi. Tụi bay lôi nó về cho tao. Đi đi. Anh Thiện, giữ lại đi. Anh Thiện, trốn anh Thiện. Đi nè. Mày đi cậu. Rồi hai đứa nó về luôn cho tao. Dạ. Đúng rồi. Mày không mày. Mày làm trốn hả? Bắt được con Hường về rồi hả? Còn thằng này? Má à, mấy ngày nay con Hường nó trốn trong miếu là do thằng này nè xúi giục nó đó. Hai đứa này nè tội không thể nào dung tha được. Chàng ơi, nó trốn ở trong miếu mà tôi tưởng nó bỏ đi biệt xứ rồi đi chứ. Mày hết muốn sống rồi hả? Để tao coi mày mấy lá gan mà mày dám mân cái chuyện động trời như vậy nè. Cậu ba, tôi xin cậu. Cậu hứa với tôi rồi mà. Cậu xin giùm tôi một tiếng đi cậu ba. Coi vậy mà em cũng dễ tin người quá đó. Đối với cái hạng cùng đinh mặt kiếp này, cần gì mình phải giữ chữ tín với nó. Cũng may à, anh tới kịp lúc à. Chứ theo cách của em á, đừng hòng bắt tụi nó về đây mà trị tội được. Chú Bụng, chú kể lại chuyện chú mừng cho tôi nghe. Dạ, theo lời của cậu ba dạy á, tôi tới miếu, lập thế đánh thằng Điền nó ngất xỉu. Rồi trói nó lại, tôi định dẫn nói với cô Hường về á, thì tự dưng cậu hai dẫn gia nhân chạy tới ập vô lôi cái hai về đây. Thiệt tình là tôi không muốn để cho cổ trốn thoát đâu cậu. Ông Bụng, ông cậy thế ai mà đặt chuyện như vậy hả? Con trai ông che giấu người mà gia đình tôi đang truy lùng là phạm vô tội chết ông biết chưa? Vậy mà ông còn rộng họng xin buông tha nữa hả? Bà Lâm, em vốn là người xử sự phân minh, cớ chi có chút chuyện nhỏ nhặt mà em không giải quyết dứt khoát. Con Hường, tội trạng nó rành rành như vậy rồi, biết nó ở đâu thì cho người tới bắt nó liền đi. Cớ chi là kêu cha con thằng Điền dắt nó về? Mấy cái người này mà em cũng tin được hay sao? Em con nạo vợ mần việc chi á cũng phân tách kỹ càng, nó không có nông cạn như con nghĩ đâu. Nếu con có việc gì không vừa ý với ba Lâm á thì một chút nữa vô nhà hãy nói. Bây giờ con hãy lo xử cái chuyện này cho xong đi đã. Phân tách kỹ càng, chuyện đã rành rành như vậy rồi, phân tách cái gì nữa? Má đừng có bên ba Lâm. Ba Lâm, em xử chuyện không? Gì ngoài đó mà ồn ào quá đa. Để anh xử. Bà Vũ, dạ, bước ra ngoài đó coi mấy người đó làm cái gì mà rần rần vậy. Tôi cần nghỉ ngơi. Dạ thưa bà, có chút chuyện cần xử trí nhưng mà cũng gần xong rồi bà. Bà nghỉ ngơi đi. Tôi thấy đau đầu quá, cứ rần rần như vậy làm sao mà ngủ được. Bà ra ngoài kêu họ im đi. Ờ, bà không đi phải không? Không làm đi. Bà không đi thì tôi đi. Ờ, kìa bà, bà ra ngoài đó mừng chi? Ở trong này cho yên ổn đi bà. Có chi mà bà không muốn tôi ra đó? Có chuyện gì mà đèn đuốc sáng choang rồi tụ tập đông người như vậy đó? Bà nghe không? Tiếng người quét nẹt rồi không lắp ý thôi à. Cậu hai, tha cho tôi đi cậu hai.
Hình như là tiếng của con Hường hả? Dạ, dạ không phải đâu bà. Bà đừng có qua mặt tôi. Bà nghĩ tôi loạn trí, định gạt tôi chứ chi? Dạ tôi không có dám. Bà vốn bà ngoài mặt lúc nào cũng ra vẻ hiền lành, vân vân giả giả với tôi, nhưng trong lòng bà có ưa gì tôi đâu. Từ ngày mà thằng Út nó mất đi đó, tôi đâu còn chỗ đứng gì trong nhà này nữa. Ai cũng coi thường tôi hết, kể cả bà cũng coi thường khinh rẻ tôi. Tôi nói có đúng không? Không mà bà. Được. Dạ. Dạ con ba. Vậy chứ tôi dặn anh đi theo ông Hùng để phòng hờ có gì bất trắc. Anh có làm như tôi dặn không? Dạ thưa cậu ba, con có làm y như lời cậu dặn. Con theo ông Bụng tới miếu, rồi con đứng chờ ở ngoài, chờ đúng thời cơ, rồi con bắt con Hường đem về. Nhưng mà cậu hai đã ra tay nhanh hơn con, nên con đã án binh bất động. Nhưng mà cậu à, ông Bụng ông đã nói đúng đó cậu. Ông đánh thằng Điền ngất xỉu, rồi ông dụng ý khuyên răn con Hường ra nhận tội đó cậu. Con thấy chưa hay Hoàng? Em con nó cũng biết nhìn xa trông rộng lắm đó đúng không con? Rủi cha con ông Bụng mần hư việc á, thì vẫn có kế bắt con Hường về đây. Chứ cớ chi mà con phải thất công dữ vậy? Ờ, thì con cũng đâu có biết là ba Lâm nó lắm mưu nhiều kế như vậy đâu. Con khốn này nữa, mày có chạy đằng trời, tao cũng bắt mày về trí tội cho bằng được. Đó, bây giờ nó đang ở đây, má tính xử trí nó làm sao đây? Nó là đệ tớ của mình, tạm thời bây giờ lôi nó ra nhà chòi nhốt nó lại, rồi tùy mình sẽ phân xử nó sau. Nghe chưa? Dạ. Đứng đó làm cái gì mày? Ê. Còn cái thằng mắc dịch này, bây giờ em tính xử lý nó làm sao hả ba Lâm? Cậu ba ơi, cậu thương xót cảnh nhà tôi đơn chiếc, tha cho thằng Điền lần này đi cậu. Dạ thưa bà cả, bà hai, bà ba, xin mấy bà rộng dung cho nó. Con tôi nó là đứa thiệt thà, chắc nó nghe cô Hường dỗ ngọt nó làm sao đó, nên nó mới mần như vậy. Tôi là cha mà không dạy được con, tôi xin nhận tội thay cho nó. Tôi xin mấy bà và cậu ba tha cho nó giùm tôi đi. Ông nói dễ nghe quá đà. Cái tội thằng Điền mà tha được hả? Phải trừng trị nó để làm gương cho kẻ khác. Tụi bay lôi nó ra ngoài, cột nó vào gốc cây, phơi nắng nó, bỏ đói nó cho đến khi nào nó chết thì thôi. Cậu hai, khoan đã thôi. Dẫu sao thì chú Bụng cũng là người thân tín của cha. Thở cha còn sinh thời, chú cũng đã có công giúp cha coi sóc ruộng đất. Và tới khi tôi thay cha cai quản cái cơ ngơi này, chú cũng đã báo tin kịp thời, đặng tôi có thể ứng phó, tránh việc tá điền qua mặt chủ. Nói nào ngay, nếu vừa rồi chú Bụng không bẩm báo cho tôi biết, thì liệu anh có biết để mà tới bắt cổ về hay là không? Xét về công và tội mà nói, thì công của chú đã phần nào gánh vác được tội của con trai chú rồi. Với lại tôi cũng đã hứa là sẽ tha cho thằng Điền, nên tôi không thể thất tín được. Thôi thì tội của thằng Điền sẽ được giảm nhẹ, chỉ đến 30 cây coi như là răn đe. Anh hai và mọi người có bằng lòng không? Con xử vậy mà thấy vừa có lý có tình đó. Mình là người quân tử thì xử lý chuyện chi phải có trước có sau, như vậy thiên hạ mới nể phục mình chứ. Ờ hai Hoàng nè, em con phân tích đúng lý đó. Má nghĩ con cũng nên bằng lòng đi. Nó hứa và nhất định nó sẽ không được tái phạm. Nhận 30 cây là nó đủ sợ rồi đó. Ừ, bây giờ ai cũng thấy ba Lâm có lý thì cứ theo đó mà bằng đi. Tụi bay lôi thằng Điền ra, đánh nó 30 cây, đánh xong bắt nó hứa không bao giờ được phạm tội nữa, biết chưa? Dạ dạ. Đi mày. Dạ 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 dạ, tôi đội ơn, đội ơn cậu ba, đội ơn cậu hai, đội ơn bà hai bà ba. Bà ơi, bà uống chén thuốc đi rồi nghỉ ngơi lại nghe bà. Tôi không uống. Bình tĩnh cái gì đâu mà uống. Từ nay đừng có mang thuốc vào đây nữa. Tôi nói hành bà như vậy mà bà không tức, bà không lớn tiếng với tôi sao? Bà ghét tôi thì bà nói đại đi, chứ bà im lìm chi vậy? Tôi ngồi trong lòng rung lắm. Tôi không nhìn thấy cái mặt bà nữa. Bà đi đi ra khỏi đây đi. Đi đi. Đi đâu đó, về quê dưỡng già đi. Đi đâu cũng được, thích làm gì tùy.
Bà nói gì vậy? Bà nói đuổi tôi sao? Tôi quyền hạn chi trong cái nhà này mà dám đuổi ai? Đó, bà thấy không? Bây giờ tôi khác chi người ăn nhờ ở đậu trong cái nhà này. Tôi không thể che chở hay là binh vực cho bà như trước kia nữa đâu. Đừng có chần chừ ở lại đây nữa. Đi ra ngoài mà sống cho nó thảnh thôi. Còn bà không muốn đi á, thì qua bên bà cả hay bà hai mà hầu hạ họ đặng kiếm miếng ăn. Bà cứ theo tôi vậy hoài, rồi có ngày bị họ đuổi khỏi nhà thì đừng có trách sao bị giả lây. Bà Tư, bà nói kỳ dữ không? Tôi làm sao đành lòng bỏ bà ở lại không ai chăm sóc được chứ. Mất đi cậu Út, tôi biết là bà đau lòng xót dạ lung lắm. Nhưng mà bà đừng có buông xuôi như vậy. Bà phải sống vui vẻ thì cậu Út mới được an lòng nữa chứ. Chết! Một phần cũng là lỗi tại bà đó. Bà ở với tôi lo cho bà không thiếu một thứ gì. Bà chỉ có một việc là quan sát thằng nhỏ. Vậy mà bà có làm được không? Bà bỏ con tôi một mình để nó gặp nạn. Bà trả hơn tôi như vậy hả? Bà Tư, bà Tư, sao bà lại đổ băng tôi như vậy chứ? Cái chết của cậu Út có can dự gì tới tôi? Bà không thể ăn nó ngang ngược như vậy được. Tôi nói không đúng sao? Không dừng, bà nhận tiền của người ta rồi hại chết thằng nhỏ. Bà Tư, đi đi, đi kiếm chỗ khác mà ở cho suốt tâm tư. Tôi bị thất thế rồi, bà dựa cho tôi làm gì? Đi hết đi. Trời ơi, sao con bỏ má vậy Út ơi? Út ơi. Cái con trời đánh đây, tại mày mà tao mới cực thân. Đêm nay lại không được ngủ nữa chứ, phải thức canh mày. Lương chị. Nương chị. Cha. Dậy. Em. Má ơi, con đi đâu vậy má? Cha. Má. Má ơi. Má. 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 Má ơi. Má. Má ơi. Bà Lấp, để tôi. Dạ. Dạ, có thư gửi cho ông Xuân. Cảm ơn anh. Dạ. Của cha tôi đó. Dạ. Cha. Con đang chờ ai vậy? Có phải con nghĩ thằng Trọng sẽ đến thăm con không? Tú à, nó không tới đâu con. Con đợi gì cho thất công? Con không muốn nghe cha nói nữa. Cha biết lời nói thiệt không ai muốn nghe hết. Chẳng thà con buồn một lần rồi thôi, chứ con cứ ưu sầu như vậy hoài, cha đau lòng lắm đa. Con thử nghĩ coi, nếu nó thiệt lòng với con, nếu nó nghe con bệnh, nó sẽ đến thăm con liền. Còn đằng này, con ngày ngóng đêm mong, nó vẫn biệt vô âm tín. Con không có nhìn lầm người đâu cha. Anh Trọng là người biết trọng tình trọng nghĩa.
Anh đối với con lúc nào cũng tử tế ân cần. Nếu tự dưng anh thay đổi thái độ như vậy á, con e là anh đang chôn giấu chuyện chi trong lòng mà không thể nào nói cho con được. Con thương nó lung vậy nên con không thấy được tánh xấu của nó. Nếu con không tin, cha sẽ đưa chứng cứ cho con thấy. Thằng Trọng không phải là người tử tế như lâu nay con nghĩ vậy đâu. Cha có chứng cứ sao? Cha là người làm ăn buôn bán nên cha không thể nhìn bên ngoài một người mà cho rằng họ tốt hay là xấu. Muốn biết rõ về một người phải có cách thử họ. Chỉ có cách dùng tiền là thử mau nhất đó con. Cha chớ có làm việc đó với anh Trọng. Ảnh đâu có can dự chi tới việc làm ăn của cha. Mà cha cần có lòng tin nơi ảnh. Con nghĩ nếu như cha dùng cách đó chỉ thêm thất công thôi. Tú à, con còn trẻ người non dạ quá nên con dễ bị người ta lừa gạt. Cha đã thử nó theo cách của cha và đã có câu trả lời rồi con à. Cha nhờ người ta cho nó một số bạc với đề nghị nó phải dứt tình với con. Nó chẳng những không đếm xỉa đến sự đau khổ của con mà nó còn ra giá đòi cha phải đưa nó số bạc lớn hơn so với số bạc ban đầu phải đưa cho nó thì nó mới chịu buông tha cho con đó. Sự thật này phũ phàng phải không con? Hay là con chưa tin hết những gì cha đã nói? Thôi thì ngày mai á, cha đã hẹn nó lúc 4 giờ chiều đặng giao cho nó số tiền còn lại. Nếu con muốn thấy rõ bộ mặt thật của thằng Trọng thì con hãy tới đó chứng kiến. Chị đẹp ơi, chị ở ngoài sàn nước phải không? Cái con này thiệt dại hết sức à. An nhàn tấm thân không muốn, muốn cho giam cầm đánh đập vậy mới chịu. Tôi khát nước quá. Chị đẹp ơi, mua giùm tôi miếng nước. Tôi khát nước quá. Nè, mày uống đi. Mày nghe, 5 lần 7 lượt bị đánh đập tra khảo, mày không sợ hả? Nói thiệt với mày nghe Hường, đã bán thân vô nhà người ta làm đầy tớ rồi á, thì mày phải biết an phận chứ. Chủ nhân họ bảo sao á thì mày phải làm vậy. Trái ý họ chỉ thiệt thân thôi à. Mày bị cái giống gì vậy Hường? Uống nước mà sao mày ói dữ vậy? Trời ơi, thôi chết rồi. Điều này á là mày bị tụi nó đánh bầm dập hết rồi phải không? Mày có sao không Hường? Chị ơi, cái nước này sao nó tanh quá. Thì tao đang mần cá, tại mày đòi uống nước nên tao sẵn tay tao múc vô luôn. Chị làm ơn, chị múc giùm tôi gáo nước khác được không? Cái mùi này tôi hửi thấy khó chịu lung lắm. Hả? Ủa bà Vũ? Ừ? Bà tư bớt chưa bà Vũ? Bệnh tình của bà thì có thuyên giảm, nhưng mà không biết làm sao á, ngày càng gắt gỏng, khó hầu hạ quá đa. Ừ, thì từ cái ngày mà cậu Út mất đi, bà Tư như là người mất hết hồn vía vậy đó. Cũng tội nghiệp cho bả chứ. Mày tội cho bả hay là tội cho tao? Mày thấy không, tao già từng tuổi này rồi mà còn phải hầu hạ người ta cực khổ trăm bề. Nói nào ngay, mình thì suốt đời một lòng một dạ chăm sóc cho hai má con họ. Ừ, vậy đó.
Mà có chuyện gì buồn á, cứ đem tao ra mà trút lên đầu hà. Thiệt á, không biết khi nào tao mới thoát khỏi cái kiếp trầm luân này. Thì người ta nói á, cuộc đời này có khác chi cái ải trần gian. Ai bước vô đó mà không mang theo một nỗi khổ riêng cho mình chứ. Trời ơi, con này ngộ ngang. Tự nhiên hôm nay nói cái gì mà lâm ly bi đát dữ vậy đẹp. Thì tôi nghe người ta nói bắt chước nói lại vậy mà. À, bà Vú nè. Hả? Tôi có cái chuyện này tôi muốn hỏi bà. Chuyện chi? Mà mấy người đàn bà mà nghe mùi cá tanh rồi ói sặc sụa là bệnh gì vậy? Hình như có thai phải không bà? Hả? Đẹp hả? Mày đừng nói với tao là mày có thai nghe. Trời không có. Tôi đâu có dám mần mấy cái chuyện động trời đâu. Không có thì tại sao mày hỏi tao như vậy? Trời, là chuyện gì nè? Con Hường. Trời, mày mần cái chi vậy? Trời, nhỏ nhỏ thôi, bà đừng có la lớn. Mà tôi mới có sinh nghi thôi hà. Mày có thấy cái cần cổ của con Hường á, nó có giật giật không? Một cái cổ giật giật là có bầu hả bà? Đợi tôi một chút. Ê, mày đi đâu? Thì tôi chạy xuống chòi dòm cái cần cổ nó có giật không. Mày làm ơn đứng lại giùm tao đi. Việc này á, mà để ôm sờm ra đó hả, là tao với mày chết chung với nó đó. Bà Vũ ơi, vậy giờ mình tính sao hả bà Vũ? Chuyện này thì tao rành hơn mày. Để tao đi cho. Tao chỉ cần ngó sơ là tao biết liền hả? Mày nè. Hả? Mày đó. Giữ mồm giữ miệng, không nói sàm nghe chưa. Nói sàm mày chết đó, là tao cũng chết đó. Cái chi? Mày nói cái gì vậy? Mày câm hả? Mày nói như vậy sao tao nghe? Chứ bà kêu tôi phải giữ mồm giữ miệng. Trời ơi, đẹp ơi là đẹp. Tao biểu mày giữ mồm giữ miệng là mày đừng có bếp xếp cho người ta biết chuyện của con Hường. Chứ tao đâu có biểu mày giữ mồm giữ miệng với tao đâu. Mày phải nói rõ ràng thì tao mới biết mày muốn cái gì. Bà cho tôi đi theo với. Mày đợi một chút nghe chưa? Đợi tao đi trước á, rồi mày mới nói bước theo sau. Đừng có hấp ta hấp tấp, người ta để ý đó. Cái gì vậy? Tao dặn mày sao? Mày đợi tao đi xong rồi mày mới hẳn đi. Mày lại mày đi theo tao vậy? Chứ bà nói bà đi trước rồi tôi đi sau. Tôi thấy bà bước đi rồi tôi đi theo. Trời ơi, sao mà mày ngu quá à đẹp à? Ít ra thì mày phải đợi tao đi vài bước chứ. Thôi bây giờ vậy đi, cho rõ ràng. Tao đếm từ 1 tới 10 ngang. Rồi bắt đầu từ số 10 á thì mày mới đi theo tao, hiểu chưa? Bắt đầu tao đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 từ từ nhanh quá. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 Chơi gì vui vậy? 7 8 9 10 11 Trời ơi, làm gì vậy? Đi đâu vậy? Tránh xa tao ra. Mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Đợi cái cổ. Mà nè bà Vũ, bà có thấy gì không? Cái cằn cổ nó có cài giật không? Tao e là nó có thai thiệt rồi. Mặt mày thì xanh mét hả? Cái cổ nó giật không ngừng. Trời ơi, ai có thai cũng vậy hết hả bà Vũ? Mà nè, lúc bà Vũ có thai á, có bị vậy không? Mày khéo hỏi quá đã. Tao có chồng hồi nào đâu mà có bầu mày. Là tại vì á, tao thấy mấy bà trong nhà này á, mỗi lần có bầu á là như vậy đó.
Hả? Mà đẹp nè. Hả? Ngoài tao ra, mày có nói chuyện này cho ai biết nữa không? Chưa. Tôi mới thấy lạ lạ nên mới hỏi mình bà hà. Ừ. Để mà tôi xác định cho nó rõ ràng rồi tôi mới nói vòng vòng. Mày điên hả? Hả? Liệu mày giữ kín việc này đó, đừng có cho ai biết. Coi chừng cái miệng nó hại cái thân đó đà. Thiệt ra thì tao chỉ phỏng đoán như vậy thôi, chứ muốn biết chắc chắn có thai hay không thì phải khám mới biết được. Bà nói khám là khám làm sao? Con Hường nó bị nhốt khóa cứng nhắc ở trong đó là sao khám? Tao có một cách. Bà vú có cách gì? Kể cho tôi nghe với. Mày đừng có nôn nóng, thủng thẳng á, để tao tính. Ừ. Trời ơi, cái còi cổ của mày cũng bị giật giật. Hả? Bà Vũ ơi, tôi cũng khám. Dạ, bà Vũ ơi, khám cho tôi nè. Bà Vũ ơi. Có chuyện gì mà bà Vũ với con đẹp giờ lơm lơm sửng sốt vậy ta? Cổ mình đâu có gì đâu ta. Hai người này có vấn đề, mình phải lén theo dõi hai người này mới được. Trọng nói với chị là anh sẽ tới sao? Phải. Trọng nhờ tôi nói lại với bác là hẹn gặp ở đây lúc 4 giờ. Nhưng sắp tới giờ hẹn rồi mà có thấy bóng dáng ảnh đâu. Chắc là ảnh không tới đâu. Nhưng mà cũng chưa tới 4 giờ mà Tú. Cớ chi chị lại giúp cha tôi làm chuyện này chứ? Chị không sợ xúc phạm đến anh Trọng hay sao? Là do bác trai năn nỉ tôi lung quá nên tôi từ chối không có đặng. Nhưng mà tôi đâu có về là anh Trọng hẹn gặp bác trai chứ. Chị có tin là anh Trọng sẽ tới gặp cha tôi không? Thiệt ra tôi cũng phân vân lắm. Nhất định anh sẽ không tới đâu. Kìa Tú. Mời em. Anh uống đi. Dạ chào ông, tôi là Trọng, dạ, bạn học của Tú. Mời cô ngồi. Gắp đồ ăn đi anh. Dạ đây cũng vậy ông sao rồi. Uống nha. Dạ, món này ngon. Dạ. Xin lỗi ông, tôi có chút việc nên tới hơi trễ. Cậu đâu có tới trễ, là do tôi tới sớm mà. Thôi, để khỏi mất tư giờ, mình bàn vô việc luôn nha. Cậu nói với Lan là cậu muốn gặp riêng tôi phải không? Dạ phải. Tôi đã nhận được số bạc rồi. Dạ biết là tôi cần phải làm gì đặng xứng đáng với số bạc mà ông đã bỏ ra. Có điều tôi thấy cái giá của ông trả cho tôi vẫn còn rẻ lắm, cho nên tôi muốn gặp ông để thương lượng thêm. Cậu biết tận dụng cơ hội đặng thu lợi về cho bản thân của cậu. Tiếc là cậu không làm nghề buôn bán. Nếu không thì cậu giàu to rồi. Tôi chỉ học theo cách của ông thôi mà. Biết rất rõ giá trị của bản thân mình. Tôi cần số bạc gấp đôi số bạc mà ông đã đưa cho tôi. Sau khi nhận được tiền, tôi sẽ không bao giờ gặp lại con gái của ông nữa. Cậu thẳng thắn lắm. Tôi rất thích cái tánh của cậu. Tôi có mang đủ tiền cho cậu đây. Cậu có cần đếm lại không? Tôi nghĩ là không cần đâu. Cảm ơn ông. Cậu Trọng à, cậu đã nhận tiền rồi, chắc cậu biết mình phải làm gì phải không cậu? Tôi tin là cậu giữ đúng lời hứa. Chị muốn tôi phải làm gì? Ông muốn tôi viết ra giấy đặng chứng thực về việc tôi đã nhận tiền của ông hay sao? Nếu có giấy tờ làm chứng thì hay quá. Nhưng phải biết ghi làm sao để cho nó xuôi hả cậu? Không lẽ bây giờ mình ghi là giấy nhận tiền đặng thôi tình?
Cậu thấy vậy có được không? Vậy thì tùy ông thôi. Ông muốn như thế nào tôi sẽ đồng ý. Ôi, giấy tờ chi cho thất công cậu ơi. Con gái tôi đang có mặt ở đây nè. Để tôi kêu nó ra, đặng cậu nói thẳng mọi việc luôn nghe. Tú, ra đây con. Cậu đã nhận tiền của tôi thì phải thực hiện theo sự thỏa thuận của hai bên. Cậu hứa đoạn tình đoạn nghĩa với con Tú ra sao thì cậu cứ nói đi. Cậu nên nhớ là việc này tôi không ép, là do cậu tự nguyện làm. Số bạc lớn luôn vậy, đâu ai cưỡng lại được hả cậu Trọng? Thôi, tôi còn nhiều việc lắm. Cậu nói mau lên, tôi còn đi. Thôi về đi, nói theo tôi. Tôi là Trọng, tôi hứa với ông, sau khi nhận được số bạc theo thỏa thuận, tôi sẽ không qua lại với con gái của ông. Cậu nói đi. Nói đi. Nói đi. Tôi là Trọng, tôi hứa với ông, sau khi tôi nhận được số bạc như đã thỏa thuận. Cậu nói lớn lên chứ, ấp úng gì ai mà nghe được. Cậu phải nói làm sao cho con gái tôi nghe từng câu từng chữ kìa. Mình là đàn ông thì lá gan phải lớn chứ, đã làm thì phải nhận. Nói mau lên, nói với con gái tôi kìa, tôi không có thời gian để chờ cậu đâu. Tôi là Trọng. Tôi hứa với ông. Sau khi nhận được số bạc theo thỏa thuận, tôi sẽ không qua lại với con gái ông nữa. Tôi đã làm đúng theo ý của ông rồi đó. Tôi nhận tiền được chưa? Cậu tự nhiên, tiền này là của cậu mà. Đế tiện như vậy mà cũng tiếc làm gì chứ. Thôi con về nghỉ đi. Cha, cớ chi cha lại bày ra chuyện này? Cha làm như vậy có thấy hãi dạ không cha? Bà có cho bà Tư uống thuốc đúng cử như lời tôi dặn không? Dạ có. Hôm nay tôi thấy khí sắc của bà Tư có bộ khá hơn trước nhiều rồi đó. Dạ. Bà Tư à, bà cứ lo tịnh dưỡng, ăn ngủ điều độ và uống thuốc đúng giờ theo lời của tôi dặn. Không bao lâu bà sẽ phục hồi lại. Thôi bà nghỉ ngơi đi, tuần sau tôi sẽ quay lại khám. Dạ, cảm ơn thầy. Vũ à. Dạ. Lấy tiền gửi cho thầy giùm tôi, rồi đưa thầy ra cổng giùm tôi luôn nghe. Dạ. Chào bà. Dạ, mời thầy. Thiệt ra ở trước mặt bà Tư, tôi nói đặng cho bà an tâm mà tĩnh dưỡng, chứ bệnh của bà vẫn chưa dứt liền được đâu. Bà nghe tôi dặn nè,
bà là người chăm sóc bệnh tình cho bà Tư, tránh cho bà gặp những chuyện quá buồn hay quá vui. Tâm trí của bà Tư vẫn còn u uất lắm. Dạ. Tốt nhất là đừng cho bà nghĩ đến chuyện đau buồn vừa qua. Dạ, tôi hiểu rồi thưa thầy. Dạ thưa thầy, thầy có bận về gấp không thầy? Tôi có chút chuyện muốn nhờ kể thầy giúp giùm. Chuyện gì vậy? Dạ, mời thầy theo tôi. Dạ thầy đợi một chút. Dạ. Sao rồi thầy? Đích thực là cổ có thai 2 tháng rồi đó đã. Dạ. Dạ, thưa đây là tiền công của bà Tư gửi cho thầy. Dạ, còn đây là chút đỉnh gửi thêm cho thầy. Mong thầy giúp giùm tôi giữ kín chuyện này, đừng có cho ai biết hết. Dạ, dạ, cảm ơn thầy nhiều. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào thầy. Chịu đi. Dạ, mời thầy. Hường ơi là Hường, mày có biết xảy ra chuyện gì không Hường? Tôi bị gì mà vú kêu thầy vú khám cho tôi vậy? Bệnh tôi nặng lắm hả? Mấy bữa nay tôi thấy tôi mệt lắm, khó thở nữa. Chắc là tôi sắp chết rồi. Khổ quá con ơi, mày không có chết vì bệnh, nhưng mà mày sẽ chết vì gây ra cái chuyện động trời đó con. Mày có biết thầy nói gì không Hương? Thầy nói là mày có thai 2 tháng rồi, mày có biết không? Tôi có thai. 2 tháng rồi. Trời ơi, cớ chi mà mày dại vậy Hương? Đã nói là thân con gái là phải biết giữ thân giữ mình. Bây giờ gây ra cái nông nổi này, có nước mày bị chôn sống thôi con à. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Con gái chưa chồng mà có chữa quan, nhục lắm con ơi. Bà Vũ, bà Vũ ơi, thầy nói sao? Bà Vũ, vậy là nó có thai thiệt hả? Trời đất ơi, mày ở nhà mày gan lắm á. Chuyện này sao giấu được bây giờ? Mày im cái miệng mày lại đi. Ào ào à. Bà Vũ ơi, giờ tính sao? Hơn, ai bằng mày ra nông nổi vậy hả? Đẹp, sao mày cứ ào ào à vậy? Mà nè, phải cậu hai mần mày không? Trước kia có mấy lần cậu mon men tới dụ mày, phải không? Đúng là cậu hai phải không? Tao nhớ có lần cậu ba xuống chòi rồi đuổi tao ra ngoài. Lúc đó tao nghe mày khóc lóc van xin lung lắm. Hay là cậu ba? Mà không có được nói xàm nghe chưa? Cậu ba là người chính nhân quân tử, cậu không bao giờ mần mấy cái chuyện tội bại vậy đâu. Ai khiến mày có thai? Mày nói đi, sao mày im họng vậy? Đứa nhỏ trong bụng của mày là của ai? Cậu hai, cậu ba hay là cậu tư? Mà nó nào ngay, cho dù ai gây ra chuyện này thì mày cũng khó sống đó đa. Cái việc mà mày mang bầu cũng chưa có hệ trọng đâu, mà cái việc mày làm tổn hại cái danh tiếng gia đình nhà họ Đồng mới là quan trọng đó. Họ không để yên cho mày đâu Hường ơi. Bà Vũ, giờ có cách nào để mần yên chuyện này không bà Vũ? Nhất định là không để chuyện này lọt ra ngoài được. Phải tìm cách phá cái thai thôi. Không thì ngay cả mày, mày cũng không giữ được tánh mạng đâu Hường à. Thank you.
Đưa đây. Đưa đây. Mày chịu khó uống đi Hường. Mày phải uống, chứ không thôi rắc rối đó đã. Tao với con đẹp cũng vì muốn nghĩ cho mày nên mới mừng như vậy. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống. Uống đi. Uống. Ngừng lại. Uống. Làm cái gì vậy? Hả? Đi lên nhà trên. Dạ. Bà với con đẹp cũng to gan quá bà Vú. Bà dám tự quyền làm cái chuyện động trời như vậy. Bà cậy ai mà bà ngang nhiên vậy hả bà Vú? Dạ thưa bà, bà tha cho con đi bà. Mọi việc á là do bà Vú bà sai con Mận, chứ con có biết gì hết trơn trời á. Bà Vú à, kỳ này là bà hại chết tôi rồi nghe. Thôi mày. Dạ thưa, tôi biết là tôi không hợp lại với mấy bà về việc này, là tôi quấy. Nhưng mà thiệt ra tôi cũng suy tính lung lắm mới dám mừng. Dạ, là do tôi suy nghĩ nếu việc này mà lỡ dở ra thì sẽ có tai tiếng thị phi tổn hại đến danh tiếng gia đình của mình. Cho nên tôi mới âm thầm mừng cho xong việc, rồi mới bẩm báo với mấy bà sau. Xin mấy bà xét lại. Còn ở đó mà nói lý hả? Lâu nay bà ý bà là người làm thân cận trong nhà, nên bà đâu có sợ ai đâu á. Bây giờ xảy ra chuyện này, bà có thấy là càng ngày bà càng lộng quyền không? Chị hai à, hay là mình để từ từ cho bà Vú nói hết rồi tính sao được không chị? Bà Vú à, tôi biết nào giờ bà một lòng một dạ với gia đình tôi, với lại bà cũng luống tuổi rồi, nên bà mần chuyện chi cũng phải cân nhắc chứ. Dạ, khi biết chính xác là con Hường có thai, tôi lo lắm. Tôi sợ việc này mà đồn ra ngoài, thiên hạ sẽ xì xầm, bàn tán. Cho nên tôi căn dặn con đẹp không được tiết lộ với ai hết. Tôi biết mình mừng việc thất đức, nhưng chẳng thà để một mình tôi mang tiếng ác. Miễn sao việc xấu này không lan ra ngoài, làm tổn hại đến danh tiếng gia đình của mình là được. Bà biết nghĩ với gia đình tôi như vậy, tôi cũng không trách bà làm chi. Dạ. Nhưng sau này có việc gì, bà cũng phải báo lại người trong nhà, chứ đừng tự ý mừng nữa nghe chưa. Nhưng chuyện có thai á, nó có khai ra là của ai hay không? Dạ thưa bà. Em hai à, việc này không nên hỏi ở đây. Chị nghĩ mình phải đích thân tra hỏi con Hường thì mới tỏ được. Bà Vú không có can dự gì hết á. Dạ. Còn bà với con đẹp xuống nhà dưới mần công chuyện đi. Dạ. Từ rài phải chăm chỉ mần công chuyện nhà, không có được dối gạt như vậy nữa nghe chưa. Dạ. Tháng sau tôi sẽ tăng thêm chút tiền công cho hai người. Thôi đi đi. Dạ cảm ơn bà. Con dạ. Cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Ủa chị cả, chị xử chuyện này sao nhẹ nhàng quá vậy? Họ có tội mà mình không phạt là còn tăng tiền công là sao? Tôi chưa nghĩ ra ý của chị đó. Chị giải thích giùm tôi đi. Vậy chứ em muốn mình làm sùm chuyện này lên, rồi phạt roi hay bỏ đói họ hay sao? Cho dù mình không trách phạt họ thì không thể tăng tiền công cho họ được. Chị xử không nghiêm thì sau này họ càng lờn mặt. Muốn mừng chi thì mừng sao? Em nghĩ vậy sao? Còn em ba. Dạ. Em biết cớ chi mà chị làm vậy không? Dạ,
Em thì em cho là chị muốn dùng đức để phục tâm phải không chị? Thiệt ra thì mình chỉ tốn chút đỉnh tiền, nhưng đổi lại mình được lòng biết ơn của họ và họ sẽ trung thành hơn. Một khi họ toàn tâm toàn ý theo mình thì họ sẽ không mừng gì tổn hại tới mình. Cách này em đã đọc trong tích xưa. Dạ, em nói vậy có đúng ý với chị cả không? Chị mừng vì em hiểu được chị. Chuyện cai quản nhà cửa muốn êm thấm mình phải dụng cách. Có lúc mình phải nặng tay, nhưng cũng có lúc phải từ tốn nhỏ nhẹ. Em hai à, chắc là em không trách chị tự ý mà xử sự tùy tiện như vậy chứ phải không? Chị em mình phải đồng lòng để trong ấm ngoài êm đó em à. Coi bộ chị cả với em ba tâm đầu ý hợp quá đó đà. Chị cả nói có một à, mà em ba hiểu tới 10 lần. Chắc là chị phải học theo em đó em ba. Chị hai à, chị nói vậy làm em ngại lắm. Chẳng qua em chỉ nói theo những gì em nghĩ thôi. Nhưng mai sao nó trung ý chị cả. Chuyện em nghĩ á, không có hệ trọng bằng chuyện của con Hường đâu. Mình phải xử trí sao đi chị cả. Không lẽ để cái bụng nó càng ngày càng lớn lên ha. Mà chị cũng đừng có nghĩ tới cái chuyện phá cái thai đó nha. Mang tội chết á. Nam Mô A Di Đà Phật. Chị cũng thấy việc này thật là khó xử lý. Bắt nó phá cái thai là việc ác nhân thất đức lắm. Ai mà mừng cho được. Vậy thì mình phải dùng cách nào chứ. Để tiếng xấu đồn ra ngoài thì cả nhà nhục lắm đó đà. Nói nào ngay thiên hạ họ ác mồm ác miệng lung lắm. Rồi đây họ sẽ bàn tán đón già đón non. Coi cái bầu trong bụng con Hường là của ai trong nhà này. Em ba. Dạ. Em làm gì mà em dòm chị lôm lôm dữ vậy? Không nói ra thì người ta cũng nghĩ như vậy thôi à. Chứ không lẽ họ nghĩ là con của ông quản gia. Dạ, chị hai nói phải. Em cũng lo quá. Chị cả à, chị mau mau nghĩ ra cách. Để không thì tai tiếng thị phi sẽ trút xuống gia đình mình đó chị. Mình còn mặt mũi nào để mà dòm ai nữa chứ. Mọi chuyện cũng tại con Hường mà ra thôi. Tôi nghĩ phải nọc nó ra, đánh vô tôi thiệt đau. Đặng nó khai ra ai là người làm cái chuyện tác tệ trong nhà này. Sau đó thì tùy chị cả xử sao cho mọi việc êm xuôi. Em nói vậy làm như là em muốn ám chỉ điều gì phải không em hai? Tôi có ám chỉ gì đâu nè. Chẳng qua tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng minh bạch. Người có công thì được thưởng, kẻ có tội thì mình phải phạt. Ngay cả cậu chủ trong nhà này nếu gian díu với con hầu thì cũng bị trách phạt, chứ không thể dung thứ được đâu. Mà chị nói em ba đừng buồn nha. Dạ. Trong nhà này á, tôi thấy con Hường nó mày la mắt lía chừng Trọng đó. Hay là... Chị hai à, chị biết tánh thằng Trọng mà. Nó là đứa nhút nhát hiền lành. Mấy cái chuyện tài trò như vậy nó không dám mần đâu chị. Với lại nó ở luôn trên tỉnh, chứ nó đâu có dám về đâu mà gây họa chị. Không phải thằng Trọng thì còn thằng Hai Hoàng thôi. Xét cho cùng á, thì nó là đứa khả nghi nhất. Mà nó cũng hay dòm ngó con Hường hồi nào giờ mà. Chị cả à, chị hỏi thử thằng con chị coi sao. Tôi biết phải mần cái gì rồi. Không mừng em bà dễ cho tôi đâu. Ôi, tính tôi hồi nào tới giờ là vậy đó. Nếu có chi thất lễ thì chị cả cũng đừng có chấp nê. Tôi chỉ lo một khi con Hường nó khai tên ai ra đó thì có nước mà độn thổ, chứ làm sao mà dám chường mặt ra đường. Ta nói đường đường là cậu chủ nhà danh gia vọng tộc mà đi vụng trộm với con hầu thì nhục nhã cho tông môn không có gì bằng đâu đó nha. Đúng không? Trời, tôi tưởng đâu á, lần này bị đòn tan xương nát thịt rồi á. Không nhẹ là không bị đánh roi nào hết. Trời ơi, mừng quá. Mà đã vậy á, bà cả còn cho tiền nữa. Bà cả thiệt là nhân từ tốt bụng ghê á. Mày á, đừng có lách chách cái miệng của mày nữa. Bà cả mà cho thêm tiền á, là phải có căn cơ đó. Hả? Bà muốn mình á, những cái ơn của bà đặng nhất nhất trung thành với bà đó. Nè, còn chuyện hôm nay á, coi như mày chưa thấy, chưa biết, chưa nghe gì hết, nhớ chưa?
Ý bà Vũ muốn nói tới cái chuyện con Hường á hả? Ừ. Trời ơi, thôi 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 đi. Tôi nói có dông linh má tôi chứng giám nghe. Từ rày về sau tôi không dám nhắc tới tên nó nữa, cũng không dám đến gần nó luôn. Mày hứa thì mày nhớ nha. Nhớ. Tôi mà có đến gần nó hả, cho tôi đi theo má tôi luôn đi. Ừ. Tôi sợ nó quá rồi. Cũng tội nghiệp cho nó. Không biết là nó có thoát khỏi kiếp nạn này hay không. Nó một thân một mình trò trội như vậy, sau này á không biết là nó phải sống sao. Mà bà Vú nè, trong chuyện này á bà có nghĩ cho ai không? Tôi nghĩ á là cậu Hai gây ra đó. Bà có nhớ có mấy lần cậu định cưỡng hiếp con Hường đó. Nếu mà không phải cậu thì ai vô đây hả? Chưa chắc là cậu Hai đâu mày. Bà nói vậy là sao? Bà nghĩ không phải cậu Hai hả? Ừ. Không lẽ là cậu Tư? Ừ. Mà tôi thấy cậu Tư với con Hường có một chút khác lạ. Cậu cũng có để ý tới nó. Vậy là cậu Tư thì sao bà Vú? Thôi đi mày ơi, mày đừng có nhìn vẻ bề ngoài người ta rồi đón này đón nọ. Nói nào ngay, có những người á bề ngoài nhìn chính trực nhưng mà bên trong tâm địa bất minh lung lắm. Mày thôi đi, ở đó mà cứ ba xà mà láp hoài, khi nào mà tới lượt mày á mày mới biết nha mày. Khi nào tới lượt mày mày mới biết nha mày hả? Trời ơi, bà mới nói ba xà ba láp á bà Vú. Tôi đâu có dễ dãi như con Hường mà bà ghẹo tôi chứ. Ủa, mà bà Vú nói vậy là sao ta? Không phải cậu Hai, cũng không phải cậu Tư. Không lẽ cậu Ba? Trời ơi, không có đời nào đâu nghe. Cậu Ba là người chân chánh đàng hoàng. Trăm lần, ngàn lần, mình cũng không tin là cậu Ba làm mấy chuyện bại hoại đó được. Mình biết cậu Ba từ lúc nhỏ, biết tánh cậu ra làm sao, mình mới trọng, mình mới thầm thương trọng nhớ chứ. Thôi bà Vú, đợi tôi với. Dạ thưa má. Chồng con không có nhà sao? Dạ ảnh chưa về má. Con có biết khi nào nó về không? Dạ cũng bất thường lắm, còn cũng không biết khi nào ảnh về nữa. Con làm vợ mà không để ý tới chuyện chồng con đi đâu, mần việc gì, chừng nào về hay sao? Dạ, từ khi con lấy ảnh cho tới giờ, chưa bao giờ ảnh nói với con công chuyện bận ăn của ảnh hết. Cho nên con cũng không dám hỏi. Chồng con nó đổ đốn một phần cũng là do con đó Hương à. Phận làm vợ, con phải biết cách dỗ ngọt cho nó quay về đường ngay lối thẳng. Nó có gì con cứ mặc kệ nó, để cho nó gây ra tai họa vậy. Anh lại gây chuyện gì nữa hả má? Chuyện này nghiêm trọng lắm. Con Hường nó có thai rồi đó. Nhưng kẻ trên người dưới trong nhà này, ai cũng nghĩ là thằng Hai Hoàng có can dự tới chuyện này. Ngay cả con cũng nghi ngờ nó đúng không? Dạ. Thiệt là hổ thẹn quá đà. Để chồng con mang tiếng cho má phải mang nhục mà. Chưa hết đâu, rồi đây má con thằng Ba Lâm sẽ mang chuyện này ra biêu ríu để bỉ mặt má nè. Bỉ mặt thằng Hai Hoàng chồng của con đó. Dạ anh. Họ chờ cơ hội này lâu lắm rồi, dễ gì mà bỏ qua chứ. Dạ anh, nhưng thưa má, chắc gì chuyện này là do chồng con gây ra hả má? Vậy cô hỏi thằng chồng cô coi, nó có dụng rộm với con ở hay không? Hay là cô phân bua với từng người trong nhà này là chồng cô vô tội? Thiệt xứng đôi dừa lửa quá đà. Cả vợ lẫn chồng đều không nên thân chi hết á. Ủa má. Đi ở ngoài đường vô con nghe má làm cái gì mà má rầy vợ con ôm sòm dữ vậy? Hai Hoàng, con đi đâu tới giờ này mới về? Má ơi, cớ chi mà hôm nay má hỏi con cái chuyện này?
Bây giờ là má muốn quản thúc luôn cái giờ giấc đi đứng của con luôn hả? Mà gì kỳ cục vậy? Mày tỉnh lại đi Hai Hoàng. Mày có biết là mày gây ra chuyện tác tệ không? Má à, má nói đi, con gây ra cái chuyện chi? Cô làm ơn cô nói cho chồng cô biết đi, đã xảy ra chuyện gì hả? Sẵn tiện hỏi nó coi nó biết thủ phạm là ai không? Cái chi vậy? Cái chi kỳ vậy? Cơ chi mà má với vợ con nhìn con lơm lơm như muốn phanh thay xẻ thịt con vợ? Con bằng cái chi? Mà nói đi! Con Hường nó mang bầu rồi đó mình. Cái gì? Con Hường nó có bầu hả? Lại gây thêm chuyện thị phi này nữa sao? Nhưng mà cái chuyện đó của nó mắc mớ gì tới tôi? Hoàng à, chuyện trong nước này cũng phải nói thiệt cho má biết đi. Con đừng có che che giấu giấu nữa. Có phải con đã gian díu với con Hường không? Mau khai nhận đi. Quỷ thần ơi, nãy giờ má với vợ con với mọi người ở trong nhà này cứ nghĩ cái thai của con Hường là cái thai của con đó hả? Mà nghĩ kỹ đi, cậu chủ con là cậu chủ mà con quan hệ với loại người như nó sao má? Bây giờ má không tin phải không? Để con đi xuống dưới đó, còn lôi nó ra, còn đập cho nó một trận, đặng nó khai ra coi thằng nào tặng tiểu với nó. Mình ơi, mình mày đứng lại đó, đứng qua mặt má hả bà? Vậy chứ trước đây con đã từng làm chuyện gì con không nhớ sao? Ở đây chỉ có má, vợ con. Con thật lòng con thú nhận đi, để má còn liệu tính kế cho con. Chứ để tới khi con Hường nó khai ra cái tên mày á, thì không còn có thể cứu vãn tình thế nữa đâu đa. Má ơi, con phải nói thế nào thì má mới chịu tin con đây? Cái bầu đó không phải là của con mà. Con thề với má luôn á. Không phải của mày thì của ai? Lời thề của mày còn linh ứng nữa đâu mà mày thề. Khổ ghê á, con nói thiệt mà. Mình... cái bầu đó không phải là của con. Con làm sao mà có con được chứ? Tại... Cho dầu mày không nhận thì má cũng chưa thể an tâm đâu. Thôi, mình... chuyện này mày để cho má lo. Mày không được làm chuyện hồ đồ đó. Để má nghĩ cách làm cho chuyện lớn quá nhỏ, mai ra mới dẹp yên được tai tiếng. Còn cô nữa, cô lo cho chồng của cô đi. Dạ. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi là tôi, chứ không phải tội nhân đâu mà nhìn dò xét hả? Lời nói của tôi mà cô vẫn không tin hả? Tôi cần số bạc gấp đôi số bạc Hậu đã đưa cho tôi. Sau khi nhận được tiền, tôi sẽ không bao giờ gặp lại con gái của ông nữa. Cậu thẳng thắn lắm, tôi rất thích cái tánh của cậu. Tôi có mang đủ tiền cho cậu đây, cậu có cần đếm lại không? Cậu nói lớn lên chứ, ấp úng gì ai mà nghe được. Cậu phải nói sao cho con gái tôi nghe được câu từng chữ kìa. Tôi là Trọng. Tôi hứa với ông.
sau khi nhận được số bạc theo thỏa thuận. Tôi sẽ không qua lại với con gái ông nữa. Tôi đã làm đúng theo ý của ông rồi đó. Tôi nhận tiền được chưa? Cậu tự nhiên, tiền này là của cậu mà. Con đã tin lời của cha chưa? Hạng người đê tiện như vậy mà cũng tiếc làm chi chứ. Cha tôi và chị đã thông đồng với nhau, làm cho tôi chứng kiến tận mắt chị vừa rồi phải không? Chị Tú à, ai rơi vô hoàn cảnh của chị cũng tan nát cõi lòng thôi. Nhưng mà sự thật thì trước sau cũng là sự thật. Chẳng thà chị chịu đau khổ một lần, còn hơn sau này phải lầm đường lạc bước. Cho tới tận bây giờ, tôi cũng không tin Trọng là người bạc tình như vậy. Tình cảm của hai đứa tôi ra sao, Lan hiểu nhất mà, đúng không vậy Lan? Tôi không tin ảnh vì tiền mà đánh đổi tình cảm đó. Có chuyện gì mở ở đây phải không Lan? Cha tôi đã can thiệp vô chuyện này đúng không? Thiệt ra anh Trọng vốn là con nhà khá giả, nhưng ảnh không túng thiếu đến nỗi phải mang dục. Đặng lấy được số bạc lớn vậy đâu. Nhưng mà... Nhưng sao? Không lẽ còn chuyện gì Lan muốn giấu tôi sao? Thật ra ảnh không cần tiền của bác trai. Toàn bộ số tiền đó anh gửi cho cô nhi viện ở nhà thờ. Vậy thì cớ gì ảnh làm như vậy chứ? Ảnh nói với tôi là ảnh làm như vậy. Là sao? Lan nói đi. Đặng cho Tú biết là muốn đoạn tuyệt với Tú. Anh muốn chia tay như vậy đó ra. Nè Khóm, sao mày thấy tao mày cứ giả lơ vậy hả? Nè Khóm à, tao ra trò kiếm mày, không thấy mày về đó ngủ. Khóm, bữa giờ mày trốn đâu mất biệt vậy? Nè Khóm, nè, mày có chuyện gì vậy hả? Mày bị thương ở chân hả? Cớ chi ra nông nổi này vậy? Mày nói tao nghe đi, đứa nào hại mày vậy hả? Mày nói đi, có phải là thằng đốc đệ tử của Hai Hoàng không? Mày nói tao nghe đi, phải không Khóm? Mày muốn biết ai hại tao hả? Chính mày hả? Chính mày đó Điền. Nếu tao không làm bạn với mày, tao đâu khổ sở như vậy, không mang quả sát thân như vậy. Làm ơn đừng có tới tìm tao nữa. Tao bị người ta đánh gãy một chân rồi, giờ còn một cái chân lành lặn đặng lê lết kiếm sống qua ngày thôi. Điền, tao xin mày, mày coi như là chưa từng có đứa bạn này đi. Tao không muốn ngồi một chỗ khổ sở cho đến chết, mày hiểu chưa? Nè Khóm, 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 Khóm. Dạ thưa bà, có ông Hương cả tới. Cớ chi mà ổng lại tới nhầm lúc này? Hay là tại sắp tới lễ lạc cúng kiến nên muốn quyên ít bạc? Tôi đang khó ở, chú ra nói với ổng là tôi không có nhà. Dạ thưa bà, không phải có ông mình ông Hương cả, mà mấy ông chức sắc ở trong làng. Ngoài ra còn có... Còn có ai? Dạ, có cả ông thầy thuốc khám bệnh cho bà Tư nữa. Mấy ổng cứ khăng khăng đòi gặp cậu ba. Vô duyên vô cớ đòi gặp cậu ba làm gì? Nó mần không hết việc, có rảnh đâu mà tiếp mấy ổng. Chú ra nói hôm nay cậu ba bận lắm, không có tiếp khách đâu. Dạ thưa bà hai, tôi thấy mặt mũi mấy ổng có bộ nghiêm trọng lắm, chắc là có chuyện chi hệ trọng. Nếu vậy á thì cho mời người ta vô đi chị cả. Họ có xa lạ gì với nhà mình đâu chứ. Có lễ hội gì mà họ không tới nhà mình quyên góp, cho dầu có chuyện gì đi nữa họ cũng không làm khó nhà mình đâu. Thôi được, cứ ra mời mấy ổng vô đây đi. Tôi cũng muốn biết là họ tới đây vì chuyện chi đó. Dạ thưa bà con đi.
Dạ, dạ, dạ chào mấy ông cả. À. Chào bà dạ. Hai. Mời mấy ông ngồi. Dạ. Dạ mời. Dạ. Chẳng hay có chuyện chi mà mấy ông quá bộ tới đây tìm cậu ba nhà này vậy? Nếu là quyên góp cho lễ lạc cúng bái, thì tôi có thể thay mặt quyết định được mà. Cảm ơn bà cả có thành ý. Nhưng hôm nay tụi tôi đến đây không phải vì chuyện đó. Ông thầy, ông nói đi. Dạ, chuyện là vậy. Hôm bữa tôi có tới khám bệnh cho bà Tư. Rồi vô tình á, bà Vú nhờ tôi khám giùm luôn cho một đứa con gái trong một cái chòi ở phía sau nhà. Sau khi khám bệnh bắt mạch cho nó xong, thì tôi phát hiện nó đã có thai. Nhưng ngặt nỗi là nó chưa có chồng. Không chồng mà có chữa, thì rõ ràng là chữa quan chứ còn gì nữa. Việc này á, rồi sẽ mang tai họa đến cho dân làng đó. Từ trước tới giờ, tục lệ của làng mình á, kiên kỵ cái việc này ra sao thì mấy bà cũng biết rồi đó. Tôi xin thay mặt làng tổng hỏi mấy bà là liệu ông thầy thuốc nói như vậy có thiệt hay không? Đứa con gái đó tên gì? Và hiện giờ nó ở đâu? Hèn chi, mấy bữa nay có người tới báo là có bò chết, trâu chết. Chưa gì mà đã có chuyện xui rồi. Cho dầu đứa con gái đó là tôi tới trong nhà này, nhưng nó có chữa quan thì lệ làng phải xử, không được che giấu hay bỏ qua đâu. À, dạ gia đình tôi đâu có che giấu gì chuyện đó đâu. Chẳng qua là còn đang tra hỏi, Cho nên chưa tiện báo với làng đó mà. Vậy mấy bà tính tới khi nào mới nói đây? Không lẽ đợi tới lúc khai qua nở nhụy xong á, rồi mới nói cho dân làng biết hay sao? Nè ông xã trưởng, nhà tôi giàu gì cũng có công với làng, trước giờ vẫn luôn được làng coi trọng, cớ gì ông lại nói khó nghe như vậy? Bà hai à, chuyện nào ra chuyện đó. Tụi tôi cũng vì trách nhiệm với dân làng nên mới tới đây, đang tìm cho ra sự thật. Chứ nếu không á, rủi mọi người kéo tới làm to lên thì trở tay không kịp đâu. Chuyện to hay nhỏ là do các ông hết. Nói nào ngay á, lâu nay không có thằng Ba Lâm con tôi giúp đỡ thì các ông ngồi yên ở mấy cái chức vị này sao? Em hai à, người ta là vì công việc, em đừng có làm khó họ vậy. Dạ thưa với các ông, xin các ông hãy tin tưởng ở chúng tôi. Chị cả cũng đã nói, dẫu sau đây cũng là đầy tớ trong nhà, việc đó gia đình tôi sẽ tra hỏi cho rõ ngọn ngành, rồi sau đó trình lại với làng đang xử theo luật lệ. À, việc này đã qua mấy ngày rồi. Vậy gia đình ta có tra hỏi xong chưa? Tụi tôi muốn biết kẻ thông gian với cô gái đó là ai, sau đó sẽ tùy nghi mà xử lý. Chúng tôi thấy như vậy nha, chúng tôi đã cất công tới đây rồi thì mấy bà cũng để cho tụi tôi gặp con nhỏ đó đặng hỏi thêm vài câu, để mau chóng còn tìm ra thủ phạm nữa chứ. Chứ việc này không có kéo dài được lâu đâu nha. Hay là để chúng tôi vô nói chuyện với cậu Ba Lâm. Việc này không cần phải làm phiền tới thằng ba nhà tôi đâu. Nó không có rảnh mà nghĩ tới mấy cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Thôi thì theo lệ của làng, hai ngày nữa gia đình tôi sẽ đưa con Hường ra đình để cho mấy ông xử tội. Tôi tính vậy, chị thấy được không chị cả? Các ông cứ chờ thêm hai ngày nữa đi, rồi mọi việc sẽ được sáng tỏ mà. Bà cả, bà hai đã nói vậy thì chúng tôi cũng đành nghe theo. Ngày mốt làng sẽ cho dân chúng tụ tập tại đình đăng xử cho xong việc. Mấy bà nhớ dẫn con nọ ra cho đúng giờ nghe. Thôi chúng tôi về đây. Dạ, xin phép mấy bà. Dạ mấy ông về. Em hai à, chị còn chưa nói thì cớ gì em lại quyết định như vậy? Thì tôi cũng tùy cơ ứng biến thôi mà. Chị thấy không, mấy ông cứ khăng khăng đòi gặp thằng Ba Lâm sao, mà việc này cũng tại bà Vú hết á. Tự nhiên á, đi làm chuyện thầy lai, đi kêu ông thầy thuốc đó cho dở lỡ mọi chuyện ra. Thôi được rồi, em đừng có càm ràm nữa. Chuyện mà chị lo nhất bây giờ là làm sao mà mang con Hường ra đó rồi đối chất với mấy ông hội tề đây nè. Ôi thì chị cứ dẫn nó ra đó cho nó khai.
Em thích dạch áo cho người ta xem lưng vậy hả? Chị cả chị hai đừng có lớn tiếng nữa. Chuyện tới nước này rồi, mình không thể che giấu được nữa. Thôi thì mình cứ dẫn con Hường ra đó, đúng theo lệ làng đi. Hường à, Hường à, con có sao không? Bà cả nè, bà cả nè con. Bà cả. Con à. Biết con khổ sở và tủi nhục lung lắm, cũng là phận đàn bà với nhau, nên bà cũng xót xa thay cho con. Bà thương con lắm Hường à. Con thấy đó, trong nhà này bà đối xử với kẻ ăn người ở ra làm sao, có ai tử tế bằng bà đâu con. Bà coi tụi mày như con như cháu, rủi mà có đứa nào phạm tội á, bà tra hỏi cho ra lẽ rồi mới trách phạt, chưa bao giờ bà để cho tụi bay chịu hàm oan. Hường à, con đã mắc vô tội gì con biết không con? Đây là tội tài đình, chứ không phải như là chỉ làm bể cái chén hay là mất con gà, con trâu đâu con. Làng tổng người ta biết là con, con có chữa quan. Người ta đem con ra đình làng để xử tội. Mà làng đã xử, thì tội con lung lắm Hường ơi. Rồi con có chịu nổi đòn roi ra khảo không? Nỗi nhục bị biêu riếu khắp làng, con có chịu nổi không? Bà ơi, bà cứu con đi bà. Con sợ lắm bà ơi. Bà biết mừng cách gì mà cứu được con chứ? Việc này đã lan ra ngoài rồi, làng tổng người ta đã tỏ, làm sao mà bà che giấu được hả con? Hường à, nói thiệt cho bà nghe đi, ai đã làm con ra nông nỗi này? Có phải là cậu Tư không? Hay là cậu Ba? Hay là... Ôi không, không, chắc chắn là không phải cậu hai rồi. Nó không can dự gì tới chuyện này phải không con? Con tin bà chứ Hường. Bây giờ con không khai thiệt với bà, lỡ ra ngoài đình, đòn roi của làng người ta đánh đau lắm con à. Con chịu không nổi, con khai bậy khai bạ là hại chết nhiều người lắm đó con. Con nói đi. Hường à, bà xin mà, con nói đi con. Bà hết lời rồi. Đó là con tự chuốc khóc cho mình ghen. Ông canh chừng cẩn thận, đừng cho ai quấy rối con Hường. Thiệt á, thấy tội vậy đó mà không chịu khai, đâu có cách nào cứu giúp nó đâu. Con ơi là con, sao mà con dại dữ vậy con?
Dạ thưa bà, cháo thịt của bà đây ạ. Mày để đó đi. Ủa, sao mày chưa ra ngoài, còn đứng vụ dự đây làm chi? Muốn xin xỏ tao chuyện gì hả? À, dạ không. Con có chuyện này, không biết có nên học lại với bà không? Chuyện gì mà mặt mày mày nghiêm trọng dữ vậy? Chuyện cái thai của con Hường á bà. Ơ, tưởng chuyện gì? Mà sao? Có can dự tới cậu ba á bà. Ý cái con này, mày muốn chết hả mày? Ăn nói ba láp bá xàm à. Cậu ba là người chân chánh đàng hoàng, chứ chi lại dính líu tới con Hường hả? Bà bớt giận đi bà. Chuyện này á là bà vú ba mét lại với con. Cái gì? Bà vú hả? Dạ. Bà nói làm sao? Mày học lại tao nghe coi. Dạ. Cái hôm mà con Hường bị nhốt ở trong chòi á, bà vú có thấy cậu ba xuống dưới đó. Chuyện đó có chi mà lạ? Nó xuống đi tra vấn con Hường chứ gì. Nhưng mà cậu ba đuổi bà vú ra khỏi chòi, rồi còn đóng cửa lại, ở trỏng một mình với con Hường nữa. Sau đó bà vú nghe thấy tiếng con Hường khóc lóc, xin cậu ba là đừng có làm nói nhục. Nè, bộ bà vú mới hết muốn sống rồi hả? Dám đơm đặt chuyện tào lao như vậy. Chuyện này là có thiệt đó bà. Không may bà hỏi cậu ba lại thử coi sao. Chứ con lo cho cậu ba quá bà ơi. Mày im đi chứ tao. Đi ra ngoài. Tao mà nghe mày bếp xếp lên mày chết nghe chưa. Dạ. Đi ra. Dạ. Chuyện này là sao đây? Thằng ba con mình đâu phải là hạng người háo sắc. Nó muốn thì thiếu chi con gái nhà giàu tới tìm nó chứ. Cớ chi lại hạ thấp thân phận đi gian dí với một con đầy tớ như vậy chứ. Không, không, chắc không đâu. Nhưng mà mình cũng thấy lo lo. Nếu không có chuyện đó, tại sao bà vú dám đơm đặt như vậy chứ? Mình phải đi gặp bà để hỏi rõ mới được. Dạ thưa bà hai. Bà cứ làm việc của bà đi. Dạ. Lúc này bà Tư đỡ chưa? Dạ thưa bà, mấy hôm trước bệnh tình của bà Tư thuyên giảm rồi, nhưng lúc này đổ thầy thuốc cho nên á chưa có công hiệu lắm. Bà uống vô thấy ngủ ly bì à. Ngủ nhiều đi chứ thức làm chi. Nói nào ngay nhà này dính vô ba cái chuyện rắc rối như vậy á, là cũng do ông thầy thuốc mắc dịch đó. Ông đi học lại với làng, mà ông mang tội một á thì bà mang tới tội 10 lần đó. Bà cứ chờ đó đi, ba Lâm nó về nó hạch tội bà sao. Dạ tôi biết tội của tôi to lắm. Tại tôi cạn nghĩ, tôi chỉ muốn giúp, mà không ngờ lại hại cả nhà như vậy. Cậu ba Lâm định tội tôi như thế nào thì tôi cũng xin dâng hết. Thì việc đó cứ cho là bà không cố tình đi. Nhưng mà bà ở trong nhà này lâu như vậy, mà không lẽ bà chưa hiểu luật lệ này sao? Chuyện trong nhà trong cửa thấy sao thì để vậy, chứ mang ra bàn tán làm chi. Có những chuyện mình thấy sờ sờ như vậy mà chưa chắc đã giống như mình nghĩ. Bà cũng trọng tuổi rồi, đừng có ăn nói hồ đồ mà hại cái thân đó nghe. Bà nói gì với con đẹp bà còn nhớ không? Cậu ba nhà này không phải là người dễ bị xúc phạm tới thanh danh đâu đó. Bà muốn sống được yên thân cho qua ngày thì liệu mà giữ miệng, đừng có bà đâu nói đó mà chết lúc nào không hay á. Nè bà nhìn bà Tư đi, bà còn chưa được trọng thì nói chi tới bà. Tôi nói lần cuối, tôi coi như bà chưa nói gì với con đẹp. Nhưng nếu trong nhà này còn ai khác mà biết được chuyện này thì cái mạng của bà không còn giữ được nữa đâu. Bà biết tánh cậu ba rồi đó, bà lo bà giữ cái thân đi. Dạ. Để cho tao biết ai làm bị con thai hả? Đỡ được gì đó bạn.
Không có mình đi chứ. Dạ mời con. Bài đó mày làm nửa chừng cũng không có ra được nữa. Chị Tú, chị tới trường sao không vô lớp? Chị tới tìm anh Trọng hả? Tôi tình cờ đi ngang qua, thấy nhớ trường nên ghé vô vậy thôi. Tôi còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện học nữa. Thấy chị buồn, tôi cũng xót xa lắm. Có lẽ anh Trọng đau khổ, chẳng khác gì chị đâu. Con người đó mà cũng biết buồn khổ sao? Tôi tưởng trái tim ảnh quá đá rồi chứ. Tại chị không biết, sau khi xảy ra chuyện, anh Trọng cũng bỏ về quê luôn rồi. Nghe nói, ảnh xin nghỉ hết năm nay, năm sau mới học lại. Thiệt sao? Cũng có tin đồn là ảnh về quê lấy vợ. Nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. Thì ra là vậy. Ủa, chú Bốn. Ủa, cậu Tư, cậu được nghỉ học hả? Cậu về thiệt là đúng lúc quá. Là sao hả chú? Trong nhà xảy ra chuyện rồi cậu ơi. Ủa, chuyện chi mà sao mặt chú lầm lầm vậy? Cậu không biết chứ, từ khi cậu lên tỉnh học, trong nhà xảy ra chuyện quá trời. Thưa Trọng hả con? Dạ thưa má. Con mới về sao? Dạ. Tới chi con không vô nhà tắm rửa, lại đứng đây chi? Đi con. Mà sao con thấy má có vẻ lo lắng quá vậy? Nè, cớ chi còn lại về nhà chứ? Má đã dặn là con ở yên trên đó, đợi khi nào im xuống mọi chuyện thì con mới về mà. Con không nghe là má hay sao? Má, con không thể ở trên đó được. Sao vậy con? Con muốn nghỉ học một thời gian, đặng thu xếp chuyện riêng của con. Khổ lắm con ơi. Con về đây rồi, rủi sanh chuyện không ai nữa thì sao? Chuyện gì chứ? Có phải là chuyện của Hường không má? Có chuyện gì mà bí hiểm vậy má? Nó có thai con à. Có thai? Ừ. Bữa giờ cả nhà mình xào xáo vì nó nè, con về lúc này là không đúng lúc một chút nào. Má lo lắm con ơi. Nhưng Hường có nói cái thai đó của ai không má? Nó vẫn chưa khai gì hết. Mọi người chỉ suy đoán tùm lum mà, nhưng vẫn chưa đi tới đâu hết. Trọng. Dạ. Má hỏi thiệt con, con không can dự tới chuyện này đúng không con? Kìa má, không lẽ má nghi ngờ con sao? Không, tại vì má thấy bất an trong lòng nên hỏi vậy thôi. Chứ má biết tính ý con mà, con là đứa nhút nhát lại được học hành tử tế, thì con làm sao dám làm chuyện tài trời như vậy chứ? Má tin con như vậy là được rồi. Chứ con đâu có lớn gan dữ vậy. Nhưng có nghi ngờ ai không má? Thì ngoài thằng hai ra còn đứa nào khác nữa chứ? Cũng do nó nhiều lần gạ gẫm muốn cưỡng đoạt con Hường nên ai cũng nghi ngờ nó. Đó cũng là suy đoán của mỗi người thôi mà. Nhưng mà bây giờ Hường ở đâu má? Nó đang bị giam ở dưới chòi á. Ngày mai đưa nó ra đình, đặng mấy ông hương chức hội tề xử phạt đó. Chuyện này sao làng lại đòi xử? Hương là đệ tớ của nhà mình thì phải do nhà mình định đoạt chứ má. Nói ra dài dòng lắm. Một phần cũng do cha con đã lập ra những cái phép tắc luật lệ này, nên giờ người ta theo đó mà mần thôi. Thời buổi này rồi mà vẫn còn dùng mấy cái tục lệ cũ kỹ này hay sao? Trọng. Dạ. Con tính đi đâu vậy? Nghe má, con đừng có dính líu tới chuyện của con Hường nữa. Má, không sao đâu, con không có mần chuyện chi quấy đâu. Má an tâm nghe.
Mấy người thì dạ, cậu Tư, cho dù người ta có phạm tội chi dạ, dạ, thì cũng phải được đối xử đường hoàng chứ sao đối xử với người ta như vậy. Dạ cậu Tư trọng, ai dung túng cho mấy người làm những chuyện tán tận lương tâm này? Đúng lúc người ta xa cơ lỡ giận rồi đối xử với người ta như vậy sao? Tôi sẽ nói chuyện này với bác cả để coi mấy người có thoát tội hay không. Mở cửa cho tôi. Dạ. Dạ mời cậu Tư. Rồi cút đi. Dạ 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 cậu Tư. Hương, Hương nè. Cậu Tư. Tôi không về, em lại ra nông nổi như vậy, em có sao không? Hương à, tôi mới vừa về, nghe má tôi kể chuyện của Hương nên tôi xuống thăm. Hương tiểu tuổi lung quá, người ta hành hạ Hương dữ lắm phải không? Tôi cứ thấy ân hận và dây dứt trong lòng. Lẽ ra tôi không nên bỏ mặc Hương một mình ở đây, đặng cho người ta bạc đãi và khinh rẻ Hương như vậy. Cậu đừng có dằn vặt mình nữa, em đâu có oán trách gì cậu đâu. Tôi biết Hương không giận tôi, nhưng làm sao tôi có thể tự tha thứ cho mình được? Chỉ vì một phút bồng bột mà tôi đã khiến cho Hương lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Phải chi đêm đó tôi không dắt Hương chạy trốn, phải chi tôi biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Hương à, tôi hối hận luôn lắm. Số mệnh em đã như vậy rồi, em có khổ thì cũng phải ráng mà chịu. Mà sao cậu lại về đây? Cậu không ở trên tỉnh mà học đi. Tôi không muốn học nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Cậu đừng có nói như vậy, bà ba nghe được, bà ba buồn lắm. Nhưng mà tôi thấy lo cho Hường lung lắm. Ngày má tôi nói ngày mai phải đưa Hường ra làng cho đình tổng xét xử. Hường à, cớ chi Hường phải giấu tên người đã hại đời Hường chứ? Hường phải kể ra, kể ra thì mới mong nhẹ tội được. Việc đã tới nước này rồi, Hường đừng có dại dột mà chịu một mình. Có tôi về rồi nè, tôi sẽ không để họ ngược đãi Hường đâu. Hương à, Hương tin lời tôi, Hương nói ra cho tôi biết đi, tôi sẽ đứng ra xin giảm nhẹ tội cho Hương. Có phải Hương bị cưỡng bức không? Nếu đúng như vậy, Hương chỉ là nạn nhân thôi, chứ đâu có phạm tội tày trời như người ta nói đâu. Hương à, Hương nói đi, tôi muốn Hương nói thật lòng với tôi. Chú nói sao? Có chắc nó nói thủ phạm là Hai Hoàng không? Dạ, tôi nghe không rõ, nhưng mà tôi dòm cái miệng nó, nói rõ cái tên của cậu Hai. Mấy lần nó đều nhắc cái tên của cậu mà. Sao bà đánh tôi? Cái đó là con Hường nói chứ đâu phải tôi. Chú đi rình cái kiểu gì vậy? Phải lóng tai mà nghe cho rõ từng chữ chứ. Nếu nó khai tên thằng Hai Hoàng thì trở tay sao kịp. Dạ, nó chỉ mấp máy cái môi, chứ thật sự tôi không có nghe. Lúc đó chỉ có cậu Tư là nghe rõ thôi. Ngày mai là phải dẫn nó ra đình rồi, mình phải có cách chi chứ để nó nói tên cậu Hai thì làm sao hả bà? Trời ơi là trời! Dạ, cái thằng này nó làm khổ tôi mà. Cớ gì mà lại tằng tiều với con đầy tớ ở trong nhà, để bây giờ rơi vào cảnh nguy khốn như vậy. Ra ngoài đường, thiếu gì phụ nữ, muốn chơi bời trác tán làm cái gì thì cứ ra đường làm. Ham vui chỉ chốc lát rồi bây giờ thân bại danh liệt vậy nè. Bà, cậu Hai có bộ sắp gặp nguy hiểm phong bà. Vậy là con Hường sau này nó sẽ khai cậu ra thiệt đó. Hay là bà để tôi cho nó một nhát dao là êm chuyện à?
Đừng có mần chuyện hồ đồ. Làng tổng biết thì làm sao ăn nói với mấy ổng. Mà việc tôi dặn chú đưa tiền cho mấy cái thằng canh giữ và chăm sóc con Hường, chú mần chưa? Bà an tâm, tụi này mà cho tiền càng mạnh tay á thì nó sẽ làm mạnh lung nữa. Một ngày nó đánh 5-7 lần, con Hường bây giờ thê thảm lắm. Tụi nó cứ tưởng tiền đó là tiền của bà Hai cho, không ai nghi ngờ bà hết. Nhưng nói thiệt với bà nha, tôi vẫn cứ thấy lo cho cậu Hai. Bà tính sao bà? Để tôi dò hỏi coi, xem nó nói cái gì với thằng Tư Trọng. Biết xong rồi thì mình sẽ tính tiếp. Chút xíu nữa chú xuống đưa thêm tiền cho tụi kia, rồi biểu nó phải mần như vậy nè. Như vậy nè. Con à, con à, cớ chi mà mấy ngày nay con không bước chân ra khỏi phòng? Con có biết là như vậy á cha lo lắng luôn lắm không? Tú, cha biết con không phải là đứa cạn nghĩ, con phải hiểu cho cha chứ. Nếu cha không dụng mưu bày kế thì làm sao con biết được người ta có thiệt bụng với con không? Tú à, cha biết con tuy là con gái nhưng tính tình cứng cỏi và biết phân biệt phải quấy. Con phủi bỏ hết chuyện không vui đó đi con. Cha sẽ đưa con đi đâu đó cho khuây khỏa nha không? Con muốn đi Đà Lạt hay ra Trung Kỳ hả Tú? Cha. Cha, con có buồn gì đâu mà cha lo luôn vậy? À, con gái của cha phải vui vẻ và tươi tắn như vậy chứ. Cha vui lắm con. Bây giờ con muốn cái gì cha cũng chịu theo ý con hết á. Cha muốn con nghỉ học đúng không? À, con gái học chịu đâu có tốt. Cha cũng muốn con lấy chồng chứ. Con lớn chừng này rồi, lấy chồng là đúng lý lắm. Gia đình mà cha chọn cho con rất là danh giá, đường hoàng. Và người sẽ là chồng của con rất là tài giỏi và quyền thế. Con mà về làm dâu nhà đó sung sướng cả đời. Con tin cha đi. Dạ, con xin nhân theo lời cha. Cha cứ thu xếp mọi chuyện theo ý của cha đi, càng sớm càng tốt nha cha. Cha sẽ kêu họ qua dạm hỏi liền. Cha sẽ tổ chức cho con một đám cưới linh đình lớn nhất xứ này. Cha đi nha. Anh Trọng, đây là lần cuối cùng tôi rơi lụy vì anh. Dạ thưa bà, con đem nước giò gạo vô cho bà rửa mặt nè bà ơi. Mày vô đi. Dạ thưa bà, mấy bữa nay bà rửa mặt bằng nước giò gạo, bà có thấy công hiệu chưa bà? Da dẻ có mịn màng không bà? Nè, mày có nghe ngóng tin tức gì được bên đó không? Dạ,
con nghe được một tin rất là hệ trọng. Cậu Tư xuống thăm con Hường. Nó đã nói cho cậu Tư biết kẻ hại đời nó là ai rồi đó. Nó khai làm sao? Cái đó thì con không có tỏ. Nhưng mà con thấy suốt cả buổi chiều nay ông quản gia ở trong phòng bà cả suốt luôn. Chắc là bài mưu tính kế chứ làm chi. Bà Hai à, nếu bà không lên tiếng á, con e là họ sẽ mần chuyện bất lợi cho bà đó. Mấy bữa nay á, con Hường bị đánh đập tra khảo suốt à. Nếu mà nó không chịu nổi á, nó ra đình khai bậy khai bạ theo ý của họ là sẽ bị tổn hại tới danh tiếng của cậu ba đó bà. Tao đang chờ thằng Ba Lâm về đây để hỏi ý nó coi làm sao. Nhưng mà nó đang giao dịch làm ăn ở xa, không biết chừng nào nó về kịp nữa. Ngày mai là đưa con Hường ra đình rồi đó bà. Tao biết rồi. Bây giờ con phải mần chuyện gì nữa hả bà? Nè, mày xuống chọi canh chừng cho tới sáng. Dạ. Một chút nữa cơm nước xong, tao sẽ qua phòng bà Ba dò hỏi coi thằng Trọng nó có tiết lộ manh mối gì không. Dạ. Đặng còn biết mà định liệu. Dạ. Thiệt, mấy chuyện này mà không có thằng Ba Lâm ở nhà, tao không biết phải tính làm sao hết á. Dạ, thôi vậy để con đi liền. Thưa bà con đi. Ừ. Ba Lâm à, mau về đây đi con. Nếu như đêm nay mà không về tới nhà thì sáng mai mọi chuyện đã muộn rồi con ơi. Em Ba ngủ chưa đó? Dạ, mời chị Hai vô chơi. Đêm nay nóng nực quá nên khó ngủ. Tính qua phòng em tâm sự một chút cho nó đỡ buồn phiền. Chị Hai uống nước. Sao vậy chị? Chị lo chuyện mời đem con Hường ra đình xử tội phải không chị? Nếu con Hường nó khai đúng sự thật á, thì chị chẳng lo chi hết. Đằng này sợ mấy kẻ ném đá giấu tay, xúi dục nó khai gian, thì người ngay phải bị hàm quan rồi. À, thằng Trọng đâu rồi em? Dạ, nó mới ở đây mà chị. Chắc nó đi dạo ngoài sân đó chị. Nghe nói hồi chiều nó có xuống thăm con Hường. Nó có kể chuyện cho em nghe không? Nó có xuống đó hả chị? Em thấy nó im lìm chứ có nói gì đâu. Vậy mà chị tưởng thằng Tư Trọng nó kể hết cho em nghe rồi chứ. Có việc chi sao chị? Nghe nói con Hường nó đã kể cho thằng Trọng tên cái người đã làm cho nó mang thai đó. Dạ không, thằng Trọng nó không hề nói chuyện đó với em. Chắc nó cũng chưa biết đâu chị à. Kỳ dữ không? Hồi nào tới giờ nó rất nghe lời thằng Tư Trọng. Không lẽ nó lại giấu luôn thằng Tư Trọng sao? Em Ba, em còn thức không? Dạ, mời chị cả vô. Ủa? Em Hai đó hả? Em cũng qua đây chơi sao? Đi ngang á, thấy phòng em Ba còn sáng đèn nên vô nói chuyện phiếm với em Ba đó mà. Dạ em mời chị cả. À cảm ơn em. À, qua nói chuyện phiếm hay là qua dò la tin tức vậy cả? Chị cả khéo nói chơi quá ha. Ta nói ở đời đừng có suy bụng ta ra bụng người. Vậy chứ chị cả qua đây gặp em Ba có chuyện gì? Thì cũng như em thôi, nóng nực không có ngủ được, cho nên kiếm người nói chuyện chơi vậy mà. Chị cả, chị Hai, hai chị tới một lúc như vậy thiệt tình là em vui lắm. Mong hai chị nể tình em mà ngồi lại đặng chị em trò chuyện.
Chớ đừng có gì mấy cái chuyện không đâu mà làm mất lòng nhau. Người ta lo lắng tới mất ăn mất ngủ, còn lòng dạ nào mà chuyện phím nè em ba. Ai có lo lắng thì người đó tự biết à. Chứ còn chị hả, chuyện gì mà phải suy nghĩ cho mệt trí. Em coi đó, ở đời mà có ai đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà nhân từ độ lượng như chị không? Nói nạo ngay, ở hiền thì gặp lành thôi em à. Dạ em biết. Bà hai, bà cả ơi, có chuyện gì vậy? Ủa, mấy bà ở đây hết rồi. Con chào bà cả, con chào bà hai, con chào bà ba. Có chuyện gì vậy? Cậu Ba Long về rồi bà ơi. Ồ, thằng Ba về hả? Dạ. Mô Phật. Dạ chào con bà. Về đúng lúc thiệt đó Ba Lâm à. Ở nhà có chuyện lùm xùm, má cứ trông ngóng con về đặng thu xếp cho êm xuôi. Con vừa về tới đầu làng thì đã bị ông Hương Tề chặn lại, kể hết đầu đuôi cho con nghe rồi. Bây giờ con Hường đang bị giam ở dưới nhà hả má? Ờ, bị nhốt với chòi đó con. Nó có khả gì không? Không, con đó nó gan to lắm. Tới giờ này mà nó không chịu khai tên ai ra hết. Vậy cho nên má mới sợ có người dựng chuyện đánh đập ra khảo nó, bắt nó phải làm theo ý họ. Lúc đó biết tính sao chứ. Mà cũng may là con về kịp đó. Ba Lâm, trời ơi con ơi, con về thì má thấy an tâm lắm. Bữa giờ chỉ vì cái chuyện này mà gia đình mình xào xáo, nghi kỵ lẫn nhau. Có người còn nghi ngờ anh hai con là thủ phạm nữa chứ. Con về nhà nãy giờ, tại sao lại không thấy anh hai? Chắc là nó đi chơi đâu ở ngoài rồi. Con, nói nạo ngay, anh con tuy có tật ham chơi, nhưng chuyện con Hường, má nghĩ không có can dự gì tới nó hết á. Ba Lâm mà con có cách nào, đừng có để con Hường nó ra. Nó ra trước làng được không con? Má lo là nó bị tra khảo, nó sẽ khai bậy, nó làm mất thể diện của gia đình mình đó con à. Chị cả à, bữa giờ chị lo chắc cũng cực khổ lung lắm rồi. Bữa nay thằng Ba Lâm nó về tới, chị cứ để nó xử lý mọi việc. Chị đỡ phải khổ tâm cực trí tính kế này bài mưu nọ nữa phải không chị? Con à, má muốn con gặp con Hường tra vấn trước khi nó bị đưa ra đình cho làng xử trí. Dạ, má cả cứ để con lo việc này. Anh Ba, anh cho gọi em hả anh Ba? Anh vừa về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi mà đã có chuyện phải cậy tới anh rồi. Trọng, em có nói chuyện với Hường rồi đúng không? Cổ có nói ra là tên người nào làm cổ mang bầu chưa? Dạ có, em có hỏi nhưng mà Hường nhất định không chịu nói. Ngay cả với em mà cổ cũng đi giấu tên người đó sao? Em nói thiệt mà anh Ba, nếu mà cổ nói với em á thì nhất định em sẽ nói lại cho anh Ba biết. Vậy em có nghi ngờ ai làm chuyện đó không? Dạ, em cũng không dám nghi ngờ ai hết. Em ở riết trên tỉnh, đến khi hay tin á thì em mới quay về. Em cũng thấy bất ngờ lắm. Trọng. Dạ. Em có nghĩ là em cũng đang bị tình nghi hay không? Dạ. Tại vì thời gian qua em với Hường đối xử với nhau rất là tốt, coi bộ cũng thân thiết lắm. Với lại em cũng đã dắt cổ bỏ trốn như đêm khuya. Dạ thưa anh Ba, anh không biết tánh em hay sao mà anh hỏi em như vậy. Tại vì do em cũng hay mũi lòng trước những hoàn cảnh éo le, đôi khi em hay ra tay giúp đỡ người khác vậy thôi. Chứ cái chuyện động trời như vậy em không dám làm đâu anh Ba. Thật ra anh cũng chỉ nghe thiên hạ họ dị nghị thôi, chứ anh có khẳng định đó là em đâu. Cớ chi em lại hốt hoảng như vậy? Anh Ba à, việc này á bị người ta đồn đãi tùm lum hết. Thiệt ra người mà họ nghi nhất là anh hai đó anh. Anh hai cũng mấy lần tính giở trò tằng tiệu với Hường đó. Mà em nói cái này anh đừng có giận, người ta cũng nghi ngờ cả anh luôn đó. Anh mà cũng bị tình nghi sao?
Dạ. Họ nói thấy anh vô chọi của Hường hôm đó, rồi nghe tiếng của Hường. À, anh nhớ rồi. Thì ra là như vậy. Anh ba, tới bây giờ mà Hường vẫn kiên quyết không chịu khai ai ra hết, nên mọi người cứ nghi kỵ và nghi ngờ lẫn nhau. Em lo ngày mai ra đình cậu sẽ bị làng dụng nhục hình tra khảo, rồi bấn loạn tâm trí. Lỡ khi lúc đó Hường khai khống ra một tên ai đó, rồi lỡ rơi vào ba anh em mình, thì tai hại cho danh tiếng gia đình mình lắm. Anh à, em có ý này anh coi được không? Em có cao kiến gì hả? Trong lúc em nói chuyện với Hường, vô tình cậu nhắc tên một người, mà người này đã từng cưu mang cổ trong thời gian vừa qua. Em thấy họ cũng thân thiết với nhau lắm. Em nói tới ai đó? Dạ, là Điền, con của tá Điền Bụng đó anh. Chính nó đã giấu cổ và đi lại thăm nom cổ trong suốt thời gian cổ trốn ở miếu. Hả? Thằng Điền? Dạ. Con Hường có nói mí cho em biết hay sao? Dạ không, Hường chỉ lấp la lấp lửng. Nhưng mà theo em thì thằng Điền là người khả nghi nhất đó anh ba. Vậy là anh biết mình phải dùng kế chi rồi. Dẫu sao thì cũng phải có người đứng ra chịu tội, còn hơn là trong ba anh em mình bị bêu rếu, lúc đó thì mang nhục. Anh ba, anh tính làm gì? Em xin anh đừng làm tổn hại tới Hường. Cô đã khổ sở lung lắm rồi anh à. Em thiệt chẳng có chút chí khí đàn ông chi hết. Dạ. Vậy thì làm sao mà làm được chuyện lớn hả, Tứ Động? Anh ba, hay là để em xuống năn nỉ dỗ ngọt cổ một lần nữa coi sao nha. Bây giờ đi năn nỉ cũng trễ rồi. Tại vì sáng mai mình phải có câu trả lời cho mọi người rồi. Liệu có làm cho cổ siêu lòng được hay là không, hay là chỉ thất công vô ích? Dạ, em muốn thử một lần cuối cùng anh à. Nếu em thất bại thì mọi việc sẽ tùy anh xử trí, em sẽ không dám can dự vô nữa đâu. Anh bằng lòng với em nghe anh ba. Thôi được rồi, anh cũng để cho em tội nguyện đó. Nhưng mà phải nhớ, anh không đủ kiên nhẫn để chờ tới sáng đâu đó. Cậu Tư à, em xin cậu, em không mừng chuyện bất nghĩa như vậy được. Vô duyên vô cớ, sao em lại có thể vu oan giá họa cho người đã cưu mang để giúp đỡ em được? Em làm như vậy có khác gì là ham sống sợ chết? Mặt mũi nào mà em dám nhìn anh Điền nữa? Nhưng mà nếu mà Hường không khai ra thì Hường sẽ chết. Hường à, cớ chi Hường phải che giấu cho kẻ đó chứ? Hường à, Hường chỉ cần nói tên kẻ đó thôi, Hường sẽ được nhẹ tội mà. Bây giờ Hường cứ im lìm như vậy, không phải là thiệt thòi cho Hường sao? Em nói chuyện này không can dự chi tới anh Điền, cớ chi cậu lại ép buộc em phải làm hại ảnh chứ? Anh Điền không phải là hạng người đê tiện, cậu tha cho anh ấy đi. Hường à, nhưng Hường phải nghĩ cho Hường chứ. Tôi nói rồi, bây giờ chỉ cần Hường chịu khai ra thằng Điền á, thì anh ba tôi sẽ có cách lo cho Hường thoát tội. Tôi đã nói cạn lời với Hường rồi, Hường nghe lời tôi đi. Em không mừng như vậy được đâu. Cho dù có chết em cũng không làm như vậy được. Nếu Hường không nghe lời tôi á, thì tôi chắc chắn rằng Hường sẽ bị tra khảo đánh đập cho tới chết đó. Hường nè, Hường không nhận ra tấm lòng của tôi đối với Hường hay sao? Ai mượn mày lo cho để tao? Để con đỡ cho cậu hai. Cậu Chánh hai ra. Sai rồi. Chánh ra, tao không cần ai lo cho tao hết. Dạ con chào cậu ba. Anh hai, anh lạnh cả trong nhà, vậy mà trong nhà xảy ra chuyện tài trời như vậy, anh không hề quan tâm tới mà cứ ung dung đi chơi là sao vậy anh hai? Ý em hỏi là chuyện con Hường đó hả? Tôi hỏi thiệt, anh không lo lắng gì sao? Rồi sáng mai trước mặt mọi người,
con Hương nó khai ra tin anh thì sao? Em á nghe, thiệt là khéo nói chơi quá à. Chuyện của con Hương anh không có dính líu gì tới cái thai của nó hết á. Anh tin chắc như vậy à? Anh nghĩ là con Hương nó sẽ không khai tin anh ra sao? Chứ sao nữa? Còn như mà nó khai bậy á, là có người ép buộc nó đó là. Ý anh nói là anh không hề làm chuyện đó à? Không hề. Anh thề với em đó bà Lâm. Chứ chẳng phải có lần người ta bắt quả tang anh đang sàm sỡ con Hương sao? Thôi đi bà Lâm ơi, mình là đàn ông mà, thấy gái đẹp thì ghẹo chơi một chút, chứ có hại chi người ta đâu. Mà cái chuyện con Hương á, nó mang thai, anh không có càng dự gì tới ngàn. Anh có chứng cứ sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy anh không có sai. Nhưng mà anh nghĩ, biết đâu chuyện đó nó còn la to chuyện hơn. Tôi chưa hiểu ý anh nói. Bà Lâm, người ta nghi ngờ anh, nhưng mà anh nhìn cái bản mặt của em có vẻ là căng thẳng hơn anh. Nhưng mà chuyện đời mà, khó có bao giờ có thể nói trước được. Người ít tình nghi nhất nhiều khi lại là người có tội à nghe. Nhưng mà anh nói em nghe nè, nếu như em muốn tìm người đứng ra nhận tội, anh khuyên em nên tìm một người khác đi, chứ đừng có chạy dột mà đổ qua cho anh. Coi chừng mất mặt cả đám đó. Mà rồi, đi ngủ đi. Cẩn thận cô hai. Buông ra, tao không có sai. Cô hai sai rồi. Mày, buông ra coi. Cẩn thận cô hai. Bây giờ Hương muốn sống sót, chỉ còn có cách đó thôi. Cho dù có chết, em cũng không đổ oan cho anh Điền được. Tư Trọng. Anh ba. Em đi ra ngoài. Cô sắp ưng rồi anh. Anh cho em năn nỉ thêm một chút nữa nha. Anh kêu em đi ra ngoài. Cậu ba, cậu tha cho tôi nghe cậu. Cô nghe cho rõ đi, hoặc là sáng mai cô ra đó nói cho mọi người biết chính thằng Điền đã làm nhục cô. Hoặc là đêm nay trong nhà này sẽ có một vụ hỏa hoạn và một đứa con gái bị thiêu chết. Cô chọn đi. Tôi không có nhiều thời gian để cô suy nghĩ đâu. Cậu ba, cứ coi như là tôi cũng đã nhân từ cho cô thêm cơ hội để sống sót rồi. Tùy vô cô lựa chọn. Cậu ba, tôi xin cậu mà cậu, cậu đừng có ép tôi. Tôi không có nói như vậy được đâu. Tôi xin cậu, cậu ba. Tôi lại cậu đó cậu ba. Cậu đừng có bắt ép tôi nói như vậy. Quăng cây rút vô chọi đi. Anh ba, đừng như vậy mà anh. Anh ba, anh muốn thiêu chết người hay sao? Em xin anh đó, để em năn nỉ cổ lần nữa đi anh. Hường ơi, tôi nghe lệnh ba đi Hường. Anh ba tôi nói là làm đó Hường ơi, đừng có nhập nhằng anh mà. Hường, Hường có nghe không Hường? Trời trời.
Anh biểu đốt thì đốt. Anh ba, đừng có nhiều lời. Thôi, anh ba. Anh ba ơi. Anh ba ơi. Em xin anh, em không thể nhẫn tâm như vậy được đâu anh ba. Anh ba, đừng anh ba. Đừng, đừng mà anh ba. Em xin anh đó. Anh ba. Hương ơi, Hương. Tôi nghe được. Hương. Đến lại đi, không có gì rồi. Đến lại đi bà. Hương ơi. Được rồi. Em nói với gia nhân, để ăn sáng ngày mai dẫn cô ra đình đúng như đã hẹn. Dạ, dạ, em cảm ơn anh ba. Không sao đâu Hương. Buông tôi ra. Nè, có chuyện gì mà mấy ông bắt tôi? Tôi có làm chuyện chi quấy đâu. Ủa Hương, cớ chi mà cô bị bắt rồi tra xét như một tội nhân vậy? Điền, mày nghe làng hỏi đây. Dạ. Con Hương là tôi tới trong nhà hội đồng Bùi bị chữa quan. Nó khai nhận mày đã dụng lúc nó trốn tránh trong miếu tới lui thăm hỏi rồi cưỡng bức nó. Có đúng vậy không? Nè nè nè, mấy ông nói gì kỳ lạ vậy? Tôi không bao giờ bằng việc đê tiện đó. Vậy có phải mày dẫn nó tới miếu rồi giấu nó trong đó không? Rồi hằng ngày lén lút tới thăm nom nó, có đúng như vậy không? Dạ, dạ thưa quan, chẳng qua là con thấy cổ bị người ta rượt đuổi rồi hiếp đáp, nên con mới thấy cổ tội nghiệp quá, kêu cổ trốn trong miếu đi. Mà ở trong miếu thì đâu có chi ăn đâu, thiếu thốn đủ thứ hết. Cho nên đêm đêm con có đem đồ ăn cho cổ. Nè, mày nói đêm đêm mày tới đó phải không? Dạ. Vậy là rõ ràng quá rồi. Nhưng mà tôi không có cưỡng bức cổ. Tôi thiệt lòng là muốn giúp đỡ cổ mà. Tôi không bao giờ bằng chuyện xấu xa đó. Cô Hường, cô nói sự thật cho mọi người biết đi. Nói đi cô. Cô Hường. Thì chính cô Hường đã khai ra mày chứ ai. Hả? Dạ bẩm quan, cô Hường không thể nào đổ oan cho tôi được. Chắc là mấy người ép cổ thôi. Hương, trước mặt làng hãy nhắc lại lời mày nói khi nãy cho thằng Điền nó nghe đi. Có phải chính thằng Điền nó cưỡng bức mày không? Cô Hương, cô nhìn thẳng vô mặt tôi nè. Cô nói đi. Cô bị người ta thúc ép rồi khai ra tôi đúng không? Nhưng đó đâu phải là sự thật đâu. Tôi không bao giờ làm chuyện gì khiến cô uất ức hết. Có thằng khóm làm chứng cho tôi mà. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Không lẽ cô có thù chi với tôi cho nên cô mượn việc này để báo thù tôi hả? Điền, mày im đi. Hãy để cho nó nói. Cái thai trong bụng tôi là của anh Điền. Hả? Cô đừng có gạt mọi người nữa. Cô nói sự thật đi. Im lặng cho nó nói. Khi tôi trốn trong miếng, anh tới lui rồi thời dịp đó cưỡng bức tôi. Cô Hương, không phải, không phải như vậy đâu. Cái gì chứ? Tôi nói sẵn luôn vậy cô Hương. Quan, quan ức cho tôi lắm. Quan cho con lắm Quan ơi. Con không có bằng việc đó. Cô Hương, con nói vậy mà nghe được cái sao? Cơ chi, con đổ tội cho tôi chứ? Tụi bay, hãy bắt nó lại, nhét dễ vô miệng nó. Không, rồi dẫn đi. Xin thưa với làng, mọi việc coi như đã được sáng tỏ. Con Hương đây tới gia đình tôi vì dại dột mà bỏ trốn theo kẻ khác, rốt cuộc đã bị kẻ đó cưỡng bức tới mang thai. Nhưng mà xét cho cùng thì tội lỗi này là do người đàn ông đó phải gánh chịu hết. Vì con Hương là do bị làm nhục chứ không phải là có gian tình. Tôi xin cảm ơn dân làng đã tra hỏi cho ra thủ phạm, đặng hắn phải chịu trừng phạt vì tội lỗi mà hắn đã gây ra. Còn vì con Hương, nó đang bụng mang chạ chữa,
tôi sẽ cho người đưa nó về nhà nuôi dưỡng. Cho tới ngày sanh nở, mẹ trọn con vui. Cậu ba, cậu ba đối đãi với đầy tớ chỉ là độ lượng. Vậy còn thằng này, cậu muốn xử như thế nào? Tôi nghĩ nên đánh nó 100 cây rồi đuổi ra khỏi làng, để tránh sau này nó làm chuyện sằn bậy với đàn bà trong làng. Tụi bay chạy nó đi. Dạ ông quản gia. Dạ ông quản gia ơi, cho tôi hỏi nhờ chút xíu. Cậu ba kêu tôi mang trà ra đây rồi nói ông ngồi chờ cậu. Cậu ba đang bằng việc gì trong đó vậy chú? Cậu đang tiếp mấy quan viên của làng. Chú có biết chừng nào xong không vậy chú? Việc của cậu xong hỏi tôi? Tôi đâu có biết. Chắc tới trời mới xong á. Giờ cũng trưa rồi còn gì nữa? Còn bàn chuyện thế sự, xong rồi còn ăn uống nữa chứ. Ăn uống thì chắc chắc nhanh hả chú? Cũng có khi cậu ba còn đưa mấy ổng đi coi hát. Vậy vậy tới khi nào cậu mới xong vậy hả chú? Chắc tới khuya rồi đó. Nãy giờ chú đang nói chơi với tôi hả chú? Tôi đâu có rảnh mà giỡn với ông. Ông coi á, chờ được thì chờ, không chờ được thì ngày mai tới. Nhưng cậu ba kêu tôi tới đây để gặp cậu mà. Ông với mấy vị quan viên ai quan trọng hơn? Thôi, cậu đã gọi ông tới á, yeah. Gọi đi chờ đi. Dạ. Chú à, chú.